Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Gì đó bà nội? Cái này Đức á. Con điên. Anh có biết hôm nay là một ngày trọng đại, một ngày khủng khiếp nhất. Sinh nhật tôi có mẹ gì đâu khủng khiếp. Làm gì cho dữ vậy? Mấy con dính rồi, không được. Trời đất ơi, má ơi, cái con mắt nó mấy cấp rồi nó dính hơn giờ cái gì không được nữa. Trời đất ơi, do ừ. Anh làm mấy mắc cười nên mới bị vậy đó. Anh không làm mấy mắc cười tôi cũng bị đâu. Tại lâu... em đang tỏ vẻ rất là sang trọng, rất là sang chảnh mà xịn. Lâu lâu con mẹ nhà quê đi khách sạn hả? Cái mặt đập xuống dơ luôn cái giường của người ta. Hey. À. Đừng nói tôi như vậy. No, 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 no. Hôm nay tôi có một ngày tuyệt vời. Tôi được một người yêu quý của em để tặng một bài hát rất là xuất sắc. Không phải là đồ ta không đủ nè, mà là nó là con mẹ đi. Happy birthday bởi chị yêu dấu của em, đó là chị Xuân đã tặng cho em riêng nữa, anh hiểu chưa? Chị nào? Chị Xuân Khang. Nói không ai nghe gì. Nhẹ nhàng, tôi không có khoe khoang nha mọi người. Tôi chỉ có nhẹ nhàng tôi kéo thôi, tôi không có khoe khoang. Mà bây giờ không mở thì nó cũng kỳ. Tại vì cái này là tấm lòng của ai đó dành cho mình. Mà mình không mở thì nó cũng kỳ, anh hiểu không? Mở lẹ đi má ơi. Hết pin rồi nè. Chắc mình không nên làm trò. Làm trò là bị chật hết anh xin. Đó, nó khùng rồi, nó treo cái nơ lên đầu đó. Sẽ mở cho các bạn xem. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Đây là cái gì đây? Cái thắt gì cổ đây? Đây em. Cái gì đây? Oh, không, đây là scarf, anh hiểu không? Thời trang lắm. Đây, đó. Uống thuốc nha, nhớ uống thuốc nha. Chà chàn. Chưa gì hết. Woo! Vâng, là chưa ra gì hết. Đây. Má ơi, mở cái túi mới làm như là nó ăn cái gì mà để tập về đó. Các bạn thấy không? Anh xin được. Đó, một hồi vô cái mặt nè. Lại đẹp như vậy má ơi. U cha cha cha, mình mở nha. Em tưởng lầu đây có tiền, anh không có bỏ vô tiền anh xịn. Cái bóp đã là tiền rồi đó má. Nói gì đâu. Ôi trời, cưng quá. Cái này đây rất là cưng. Y như một con bắn vé số vậy thiệt. Cầm cái bóp y như bán tiền hụi, đi thu tiền hụi vậy. Ok không anh? Ok không? Dạ. Ok không? Rất ok, dễ thích ha. Nó khùng rồi. Nó vui quá, nó khùng rồi. Đó, cái này nè. Nó có nhiều cách xài lắm. Giờ mọi người không có biết đâu. Hồi nãy nhà gì á. Cái này nè, đây. Đây, đừng bỏ cuộc, chưa gì hết bỏ cuộc à. Để tôi đi. Đó. Này nó làm gì á. Lấy chất chưa tập cái xỉu anh xỉu à. Anh đừng có coi thường em. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi. Em mở cái tay nha. Chắc có gì à, mình không ra cái gì á. Không ra con mẹ gì. Ủa, anh kia làm gì mà đẹp lắm. Em biết nó làm đẹp lắm. Chắc mình chưa có kỹ thuật hiểu không. Tại vì em không có mua ai đó, không có mua thuốc em nhiều. Em không có biết mấy cái này hiểu không.
Còn nhớ là nào mà mình xài nhiều thì người ta sẽ hiểu biết cái này rõ hơn. Nhiều chua, đó, cũng ra gì đó, kiểu gì đó. Cái bóng phía dưới, bóng cột. Để lần lại đi, cho coi cái nó ra cái gì đó. Chà chà. Tháo cái gì ra? Lê lù. Abo. Ủa sao hồi nay anh kêu làm như nào ta? Hả? Bây giờ không cần biết luôn, đeo vậy cũng đẹp luôn. Đeo, rồi. Đeo xét kìa tay. Cưng không? Đi, đeo vậy cũng đẹp luôn. Đừng nói, đừng đùa với Harry Won. Nó rất là vui với Harry. Rất là cưng. Đây là cái gì đây? Cái gì đây? Lẹ tôi mỏi tay bà ơi. Món gì đây? Còn anh đau tay thì kể anh. Em không có đau tay nên không sao đâu. Mở quà như kêu lô tô vậy đó. Cái gì đây? Cái gì đây? Anh hát đi nhanh nhanh. Cái gì đây? Anh hát để đi nhanh nhanh. Cái gì đây? Tao đâu có điện. Lẹ. What's this? Con mẹ điên, lẹ. Không có vui hả anh chị? Anh mua cho em mà không có vui hả? Đó, đưa vô đây coi. Đây là coi. Đây là cái bóp. Cái bóp. Tại vì Harry á hay mang tiền tiền mặt á, mà mình cầm tiền lúc nào cũng cầm 200.000, 300.000, nhưng mà nó để tùm lum tại là trong bóp á nó không có hay, cho nên á mình có năn nỉ chồng mình là thôi tặng cho mình cái này luôn có được không, đó sao thì mới tặng cho mình đó, nó xinh đấy. Rồi được rồi, đây nhét vô đây. Wow, rất là compact, nó rất là nhỏ, cho nên mình nhét vô đây xong cái là nó xài vô tùng tăng. Hồ cây tung tăng Harry Won. Tung tăng. Một là tao nghe toàn tan, hai là tao nghe tung tăng, tao chưa bao giờ tao nghe cái từ tung tăng. Anh xin nói dù gì cũng là hôm nay sinh nhật của em, anh tặng cho em hai món ảnh gì thì em cảm ơn anh rất nhiều. Thương anh rất nhiều, yêu thương anh nhất trên đời. Ngoài ra thì anh có muốn gửi lại cho em gì không? Bớt khùng lại. Cái gì? Anh nói là anh yêu em bởi sự cái khùng điên của em mà anh sẽ bây giờ bất khùng lại, có nghĩa là anh sẽ bất yêu em sao? Chúc em năm mới. Ủa giờ thì chúc mừng năm mới có liên quan gì chúc mừng năm mới? Chúc em một tuổi mới đẹp hơn, duyên dáng hơn, được khán giả yêu thương nhiều hơn, dễ thương hơn, bớt khùng hơn, bớt kiếm chuyện với anh nhiều hơn, ok? Hey. Happy birthday. Thôi dù gì cũng có hai món quà bây giờ còn nói gì đó, cảm ơn.